Tao cao cao một thằng mét thôi, mét thôi. Bay bay nè. Đó. Là mày bị cấm sừng đúng không? À, thế à. Trời ơi. À thế à. Tao là người nha chứ mày, tao là người nha. À sao mà à. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Cầm mồm. Tao thích mét này. Chơi hoài quen rồi. Nghe tiếng Lục Bình chơi như tao sắp đi học quá mày. Con sắp đi học. Ờ hàng đỏ nha, hàng đỏ nha, thấy hàng nha, thấy hàng nha. Im, im, im. Im, đang nghe mà im. Thấy cái gì? Thích thì emergency. Chốt đơn. Trời ơi, cái màu đó nó xui thú đỉ luôn mà tự nhiên lấy màu đó làm chi không biết, nó hai cái màu luôn, hai màu chơi dành mà. Nó chết. Màu trắng á. Màu tính ra màu vàng của tao cũng chết kìa. Màu trắng, màu trắng. Ừ đúng rồi. Màu đỏ giết người, camera, thấy trên camera nha. Tôi thấy camera chạy tới cái xác. Trắng chạy tới cái xác. Thôi màu đỏ kìa. Màu đỏ đó, màu đỏ. Nãy giờ chưa kịp đi làm gì luôn á. Tao vuốt thằng màu trắng lên chúng mày. Tao vuốt cười giỏi. Đấy là boss đầu tiên, boss đứa đó ok. Hợp lý. Người tôi đéo biết ai giết tao cả. Nếu là boss đầu tiên là đứa đó. Đó, ủa đây, ủa đây. Nếu là boss đầu tiên. Đúng rồi, ai boss đầu tiên kìa. Boss xin đủ. Đéo hiểu. Nếu là boss đầu tiên thì boss đi đâu. Mẹ, đéo hiểu sao luôn, tôi chết chết mà tao không biết tôi chết luôn mà đó. Đúng tại. Còn hai thằng. Boss màu đỏ. Ủa sao lại boss màu đỏ? Bạn nguyện vọng của thằng mới chết. Trời đất ơi. Đề nghị chúng mày vote tôi màu hồng xanh đủ. Tao vote tao. Ừ gì chúng mày vote tôi màu hồng xanh đủ. Ủa đó. Ủa gì vậy? Sao đi chết hết rồi. Đó nha. Ủa sao đi tự nhiên vết tôi vậy? Tại vì nguyện vọng của người chết mình phải thực hiện. Không không phải, không phải. Bây giờ hiện tại là bây giờ là còn một tối hai còn hai còn hai một con. Đâu còn hai con một trong đám còn lại à. Hai con luôn hả? Ừ thì vót đi biết ông là một trong số đó rồi cứ vót lẹ đi làm gì có. Không phải mình không phải là sói không phải thì cứ vót đi người ta vót hết rồi những hưởng còn gì đâu mà không mới sầu. Mình có phải là sói đâu. Mình có phải là sói đâu. Không phải là sói. Không phải là sói. Mình là imposter. Mút con màu hồng đi chúng mày. Mút con màu hồng đi. Mút con màu hồng đi. Nói dây điện. Ừ, mày nghĩ hồng hay hay vậy. Mày nói dây điện, mày đéo đi làm nhiệm vụ. Từ từ. Mày có biết là cái chuyện à, chơi xong nhớ kêu tao nha. Tụi mày. Đồ. Em mai cũng scan được hả? Ừ. Scan ma. Ta không hiểu sao trên vũ trụ mà đổ gác được luôn á. Ủa mày đùa giỡn với tao hả? Mày đùa giỡn với tao hả cháu? Tao có tình. Tao tưởng mày đùa giỡn. Tao tưởng là giết thêm nói là tao thắng rồi nhưng mà đéo. Mày một người luôn nữa. Yeah. Chứ mà tao à, mày tưởng tao nhìn camera không nhìn mày à? Đúng là con người thông minh có khác. Tại vì bây giờ hai đứa bay đứng với nhau, tao đi giết mày thì tụi bay cũng biết tao. Tao hết mày đường rồi. Xài cái cúp điện á. Phải. Chưa có phá được. Thì mày đợi. Có thằng nào làm nhiệm vụ không? Mày sợ thua. Vô nè. Mày mẹ nó lắc. Từ từ.
Ừ, tao để chỉnh cái thời gian giết người đã. Chỉnh một giây á mày. Chỉnh một giây á. Xong nghỉ chơi luôn ha. 30 giây ạ. Ừ đúng rồi, 30 giây là bình thường á. Chặn cuối nha. À, sao cứ đi hoài. Nghỉ học mẹ chơi game đi. Ủa, con Châu là mặt xinh đủ sai, con nè, con kê. Nè, điểm danh. À, con Bảo, bạn mày kìa. À. Điểm danh, điểm danh. Do. Đánh nhiều tờ, mày uy con bò. Bò đây ạ, danh. Con Bảo. Ờ, đi. Đợi cắt môi. Best trip may motherfucker. Cắt. Còn một trắng đúng không? Còn một trắng, trắng trước đúng không? Ừ. À. Còn thằng Ruaber. Bác kêu mấy mắt được phát cơ. Ủa lâu vậy? Nổi quá không em. Chứ 7 đứa mà chơi 2 imposter thì cũng có sao đâu. Một imposter thôi. Để chết một mẹ cũng sao. Nhưng mà chỉnh imposter không được. Không được hả? Được thôi, chơi đại đi. Chơi đại coi đi một bay. Nốt chuyện cuối nha, chắc luôn á. Hôm qua tao nghe ngắn, câu này ngắn quá chơi lần. Lại nha. Hôm bữa tao nghe câu này nhiều lần lắm. Tao chơi ngắn một trận tao đi thăm nha. Ngắn quá chơi lại. Mình phải đi theo. Đi theo. Ai đi theo tao không? Im. Ai đi, Im. Đi theo. Tao là ai? Im. Mấy mẹ. Đi mẹ. Qua bu qua, qua bu qua. Ý. Đồ. Đây tao làm mấy cái nhiệm vụ này nó đau lót rồi. Rồi nó có tốn thiệt dung mày... lượng điện thoại tao không? Nó tốn cái màu vàng. Đỉ lắm, được có chơi màu vàng. Ủa, như... Ủa cái gì vậy? Như màu đen rồi. Màu đen. Màu đen. Sao biết? Sao màu đen? Tại vì con danh con... Tao ta thấy con danh nó cảm thấy nó vô tội sao sao. Tự nhiên nó lên thấy xét nó report. Thường là giết xong report tao nghĩ là màu đen ấy. Ai nói con ai nói ai nói đen. Uyên chết rồi Im. À, Khánh rồi. Khánh vô tội nói. Khánh vô tội đang nói. À, Khánh vô tội à. À, ừ, khi... màu à, đen okay. Màu đen hả? Ừ. Nhưng mà khoan, để tao hỏi mày cái đã. Mày làm gì? Mày làm gì? Thì tao mày làm nhiệm gì? Vụ đấy, tao sửa bản điện, tao sửa bản điện. Bản điện rồi mày đi bọc lên đó hay gì rồi mày thấy xét đúng không? Ừ, đúng rồi, tao đi vòng từ dưới vòng lên. Chứ là tao đi một vòng luôn á, mày hiểu không? Nãy có ai đi chung với mày không? Không, tao đi một mình. Không. Tao nghĩ có mỗi màu đen thôi, tại vì con mây ấy, con mây nó đi vào nó không giết tao. Tại vì cái phòng đó cũng như là cái phòng mà khó mà tìm nó xét á, mà nó không giết tao. Ân cũng như vậy này. Mà danh này đi lên tao cảm thấy nó vô tội sao ấy, tao chỉ nghi màu đen. Mà còn một thằng sát nhân nữa, tao biết tao không phải là sát nhân. Trời ơi, tự sai ra luôn á. Tự lỗi vô tội. Tự lỗi ra luôn á, thiệt luôn á. Tao vấn màu đen. Suy dễ như thần. Rồi hai con người chung vô đài. Ok. Em chung mày vô đài á? Có dễ không? Màu đen, tao vấn màu đen. Đen hả? Đen quá nó thằng nó kêu skip. Quê, anh mẹ. Bất tạch, ghê. Còn một đứa nữa kìa. Ừ, cái này khó nha. Khánh nó phán đoán như thần. Má nó hỏi người ta như kiểu cha khảo, sợ. Đúng rồi. Giống như bữa tao chơi á, tự nhiên một phát tao đoán thằng Khánh liền. Không kịp chăn chối. Light up. Light up là cái gì ta? À, thích light.
Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Đang định làm gì chứ? Cái gì vậy? Cái gì? Đứa mình đang đi chung mà. Xe ở đâu? Khoan ha. Xe ở đâu? Xe ở đâu? Cửa phòng điện kia. Trời ơi, màu xanh nước biển vừa đi ngang các thẹp. Một cái thẹp. Màu xanh nước biển. Trước mặt luôn. Màu xanh nước biển, một cái thẹp. Trước mặt luôn. Vừa chạy tới cái một cái thẹp. Vẫn chết im thôi, để tao tập trung cơ. Tụi tao giết cười. Tao không làm gì cả. Trời ơi, thiệt á. Tin không gian không ta. Tại khi nãy họ tắt đèn nó có lướt qua tao. Mình lướt qua đời nhau. Đi mẹ lúc đó là tao giết được thì tao đã giết mày rồi. Đi cứ mẹ. Ok. Để tao nói giết trước mặt luôn á. Thiệt luôn á, không hiểu luôn. Tao không thấy nó đi đằng sau. Tao chỉ thấy một mình cổ tao hả mày. Tao thấy một đứa thôi. Một cái thằng màu đen nó giết tao, nó thấy nó không bị bọt mà hồi nữa quay lại nó bị bọt. Tụi bay rút kinh nghiệm chưa? Muốn thắng là phải giết tao, tụi bay hiểu không? Con dành nó bẻ cổ tao, xong rồi một phát tao biết hai thằng là ai luôn. Tụi bay đứa đủ đúng không? Đủ rồi. Ủa mà sao mình đâu không giết em nhờ? Ai vậy? Còn mày. Tại vì muốn hụt mày hiểu không? Tại vì lúc mà lướt qua mày tao bấm hụt nút nên là không có giết mày được. Tao đã giết mày rồi. Em đó mày, đó mày. Ủa giết là mày thắng luôn rồi, đúng không? Không, giết là vẫn còn con không, may với lại. Còn một đứa nữa. Con may, đúng rồi, con may. Lúc đó nếu giết tao thì con may không chết. Chán thiệt. Ủa, con may nào rồi? Đợi chúng mày đợi xíu. Tao đi ghép, lộn, tao đi đọc tin nhắn của cái đó. Ok. Ủa. Ok. À, hết luôn. Hay là ao đi tạo phòng một imposter thôi. Ừ. Một hơi khó chơi cho imposter. Kệ đi. Tao tạo ở tao làm khó. Tao tạo đúng không? Hey, let the game. DJNKWW. Cái gì DJNK hả? Ừ. QQ mấy bị vô lẹ phết. Còn Huy muốn chơi không Huy ơi? Huy ơi. Nói cái gì vậy mày? Dịch ra đi chứ. Sao anh non đầu game không giết game vậy? Có biết giết đâu. Nó có thù với tao hay sao nó phải giết tao đầu game á? Tao giết mày hả? Tao mày... chỉ thấy con nào thì tao sớt con đó thôi à. Chứ tao không nhớ là tao giết ai đó. Mày bẻ cổ tao. Tao đi ngang cái lũ tao luôn á. Thấy đứa nào bẻ cổ đứa đó luôn á. Tôi nghiệp làm sao chấn bé được. Cây. Tôi nghiệp quá. Tao mới về sửa điện xong tao đi ra ăn cái nó lụi đâu kìa chăn chối luôn. Wow. Trời má ơi. Mày mày đứng lấp ló hả? Im mày. Thấy mày phải im chứ. Mày ngủ đi cho mày. Mày ngủ đi.
Thằng khăn. Hoài. Cái gì? Ai? Đồ có đứa chết rồi, đồ. Thằng khăn. Cái thằng một cái gì? Tại sao? Mày tao sao? Mày đâu mày vô mày cứ đi theo tao hoài. Cái gì tao biết mày không có hại tao nên tao mới đi theo mày con ngu này. Tao nhìn camera con quỷ. Nhưng mà mày thấy hay đi theo tao mày giết tao. Tao có giết mày đâu. Được chứ, nghĩ mày đi theo tao tao cuối cùng là imposter. Tao thề tao. Tao nghiệp quá. Nhưng mà màu đen chết rồi. Tao nói nha, trận này là con danh này. Gì chứ hỏi luôn lại tao nữa, hai bánh trước tao làm rồi. Nhưng mà thứ nhất tao thấy nè, tao biết là con trâu nó không phải là người nên tao mới đi theo nó, tao chỉ lo nhìn camera thôi. Ôi lộn, nó là người. Rồi sao? Nó là người con Uyên. Con Uyên tao cũng biết nó là người nhá. Con Uyên tao cũng biết nó là người tại vì tao thấy nó. Tao đi nghe tao thấy nó đứng nó làm nhiệm vụ. Khánh, rồi, còn... nó đánh bắt là đảm bảo là Khánh rồi chứ không còn ai hết trơn á. Thiệt á. Thế cái ông nói vậy nha, thế hy sinh nha, tao hy sinh trận sau là vote ân nha. Thôi, chơi không có hy sinh mày, chơi hy sinh, không. Chơi thế, chứ tao nói tao không phải là... Bây giờ mày không phải, mà còn tới hai imposter, tao vote một sai một cái. Một mà. Một. Thằng ngu. Có một imposter. Quên có một không có chơi hy sinh. Không có chơi hy sinh mày phải tin tao chứ. Nãy là tao đi theo mày tao có giết mày đâu. Tại vì mày có đi theo tao nên tao sợ. Ủa, tao làm nhiệm vụ mà. Tao còn dừng lại tao làm nhiệm vụ nữa kìa. Nó đi theo mày sao nó giết thằng đen được. Vậy trận này mình. Ừ đúng rồi, tao còn nãy giờ tao còn không thấy bóng thằng đen ở đâu nữa kìa. Vậy là ừ, tao không tao nãy giờ mới hàng ơn nghĩ là hàng ơn. Cái gì vậy? Nãy giờ là mình ở trong phòng admin cho nên là chỉ có danh với Hoàng Ân thôi. Mà tao skip. Cái vậy? Tao làm cái gì? Xong hỏi. Chứ mày cứ hốt. Con danh nó cứ nhảy dựng rồi. Lên thì mày. Mày cứ nhảy dựng lên là sao? Ủa chứ cứ mẹ, bây giờ tao nói mày thì mày có nhảy dựng lên đâu. Hả? À, tất nhiên là có rồi. Mày bị chết mà. Làm sao mà không nhảy dựng lên được. Ờ hay. Người ta sẽ đi với. À. Xuống. Ủa, tao đang làm nhiệm vụ. Trời. Ủa gì vậy? Danh. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Tao thấy ân làm nhiệm vụ rồi. Tao thấy ân làm nhiệm vụ rồi. Đúng. Chứ hỏi luôn. Đúng. Danh. Hello. Luôn à. Tao vừa mới lại. Tao coi tivi mà chúng mày vote tao rồi. Buồn quá. Rồi đã âm bắt tao. Trời. Má. Đủ mấy sao thân. Luôn. Tao không giết ai luôn đó. Tao mới giết có mỗi thằng đen thôi. Xong bị cơ vệ. Tao vừa coi tivi phát. Vote tao. Ủa tao có làm gì mày không trao sao mày nghi ngờ tao. Tao không đụng chạm tới mày. Tao quay qua. Tao đang đứng security, tao đi tao, vô, mày cũng tao vô, chỉ đi tao theo những đứa nào tao biết là người thôi, tao đi theo để an toàn. Nếu mà nó có giết hay là hai đứa nào đi lại double kill á, thì người kia tao biết tao đi chung với mày là sẽ đón được hai người khác, lại kiểu như mình hy sinh mà mình giúp cho đồng đội đón được imposter. Con này. Mày chứ gặp hai đứa mình thì sao? Cái gì? Nếu đứa nào gặp hai đứa mình đi chung thì sao? Thì hai thì anh kích thôi chứ sao ạ? Nếu đứa nào gặp thì tao với mày vẫn biết là thành bò danh ri. Tụi bé thấy chữ bò danh ri không? Ờ đúng rồi. Tao cũng thấy cái trường hợp giống vậy, cái nhỏ thằng kia tên Chi, nhỏ kia tên cái gì có chữ E capital đầu đứng lên tạo thành chữ X. Rồi nó hỏi X là thằng nào vậy? Mà...
Thôi, con May nó đăng story bò cherry với May, bò May ri. Bò May ri. Còn ai nữa không? Còn màu đen đâu? Huy nữa, màu đen đâu rồi? Huy ơi. Màu đen. Huy, thế là nãy giờ em bảo thằng Huy nó còn trong Discord đâu? Chàng tính ít nói. À, chàng tính ít nói, ok. Huy ơi, mình đi chơi nè, trong khi đợi nó. Cái năm đứa rồi chơi. Đấy. Ú dạ. Quẩy lên lên em ơi. Vô lên mấy chạy đụng chúng. Ê tụi bay chơi thử một giá với cái speed này không? Cái speed. Cái này chơi cái gì? Cái này là chạy đi lại nhanh ngủ. Gặp thằng nào rồi chạy. Ok tụi thử lại thôi. 1.25 ấy. Ôi ngon à. Quẩy lên. Sao đưa đúng không? Ok. Tao chóng mặt quá rồi. Nếu phải là tao nữa đâu nha, điện mẹ chúng mày. Chưa nghe điện rồi. Chữ gì hết mà mày đã la đéo phải mày. Thì tất nhiên là đéo phải tao rồi. Mày làm 3 gián liên tiếp mày vẫn có thể làm gián thứ 4 mà. Tao làm 7 gián liên tiếp lận mày. 8 gián hay 7 gián tao đéo biết nữa. Nói chung là phải nhiều luôn mà. Làm nhiều mà tụi nó vẫn không đoán ra được tao. Ai biết đâu. Là mới chơi đi tao làm admin cho. Làm ở trên đi mấy mẹ. Cái đường đi tới nhanh hơn. Nếu đứa này làm ở trên thật à. Đang làm. Tao làm xong luôn rồi. À thế hả? Sao tao vẫn còn bấm số này? Ê nhưng mà mày quen Sleepy Bill ở đâu đấy? A Spoon. Tao cũng quen nó Spoon. Mày tên gì đấy? Tụi bay nói. Ôi trời đất mẹ, ê ở trong security. Ui. Thằng Khánh đi một mình. Ủa. Biến được thôi đi. Ủa. Trời ơi. Hồi nãy bốn đứa đi với nhau. Hoặc là gì Hoàng Ân. Trời ơi, cái gì vậy? Hồi nãy con đi trong chữ đi mà ngồi. Tao muốn màu đen, trước. Ngủ mẹ ngủ sớm vậy. Ủa màu đen hả? Uy. Con Uy nó đi ngủ. Đâu. Ngủ gì chơi? Đừng ngủ 1/3. Good girl, đồ. Giờ còn 4 đứa, còn 5 đứa chơi chán vậy. You're gonna lose. Ê, Danh mày quen ai mày rủ đi. Bây giờ con Uy nó là imposter mà nó out rồi thì mình phải thắng đúng không? Ừ. Ủa không phải. Ủa chị là ai? Mùa nâu. Hay là con Danh. Chịu rồi. Không. Chạy lẹ đi mọi người. Về từ đây tao đừng nghĩ tới chứ mày ơi. Tao đừng nghĩ quá. Tới con Danh nó khôn lỏi cái lồn. Cái gì chấm hỏi? Đâu phòng nào vậy mọi người? Tao làm cái gì? Mày làm ở dưới coi. Tao đang bấm số. Mày làm tao bấm sai số bây giờ. Có mẹ. Đừng. Tức quá à, mày để tao bấm nút số đi rồi mày ơi. Con Danh nghe không? Mày quen ai mày rủ vô đi. Ừ.
danh đủ ai mày? Tao quen ai? Mày quên thằng Trung đó. Trung mày... mày không thấy tin nhắn à? Nhưng mà mày kêu màu vàng mà màu vàng nếu phải. Lùn Trung giờ. Mày phải điện thoại cho bản thân mày chứ. Càng biện hộ con cháu càng nghi hơn chứ được gì đâu. Ôi, tao đúng nói vô dữ chưa. Ok, bye bye. Bye bye nha, chơi vui vẻ. Đủ con danh hết hả mọi người? Ờ, danh đi đủ bạn. Cái gì? Danh, danh đi đủ, à, không có nói gì, à, em dám nói gì chị đâu. Ủa mày xin năm gì? Tao kêu con Bill vui nha. Ý, vô, tao mới nói chuyện với con Bill mới được lâu rồi, tao đéo chửi nó. Bill ai? Ủa chửi người khác là niềm vui hả? Thôi hai đứa mỗi lần mà gặp nhau trong live là chửi nhau như hai con chó vậy á. Bill nào ta? Mày gặp đâu? Mày, mày chưa gặp. Đi cơ mày. Tao thấy tên lần nào chúng chưa? Chúng mày, chúng... Chưa. Chúng mày... Không có, mày có chúng mày phải với... Bill, con Bill nó có vào lại chúng mày. Nó có vào lại tao. Chúng mày... Đi cơ mẹ chúng mày. Cái gì? Sao giọng mày giống mày? Lúc... Vậy? Lúc nó bê, lúc chúng mày thấy thấy lúc nó say rượu bây giờ chưa? Nghe rồi, không, tao chỉ biết là lúc nó hơi say rồi. Bê vãi lồn. Nó say, nó bê vãi lồn, thề bê vãi. Tao biết nó bê mà mỗi lần nó lên lại tao bê quá mẹ ơi. Tao đang bê. Ôi, tao gửi không tới rồi. À. Bê. À, nhưng mà sao giọng mày giống giọng Bill á? Đó là lý do tại sao mà tao cứ danh danh á, tại vì giọng mày giống giọng con Bill. À? Ừ. Bê. Nhưng lúc trước cũng có người bảo vậy mà tao thấy giống đéo đâu, khác mà. Hơi giống, giọng mày thụ hơn nó, nhưng mà hơi mẹ em cũng mẹ buồn mà. Cũng mẹ buồn mà. Dỗi lồn. Ừ, bê nó dỗi với lồn giống không? Nhau. Ý, thật luôn hả? Ừ, nhưng mà thật, đó là lý do tại sao mà tao cứ danh danh, tại vì giọng mày giống giọng con Bi. Đọc code cho bố mày gửi nó trong Discord. Đi em cái kêu mày ơi, nhưng mà mày kêu nó vô Discord đã. Ơ à, lộn. Cái gì đọc lại. Mày kêu nó vô Discord đã. Biết chưa DJ không? NK. Rồi, từ. NK. MK. QQ. Mày kêu nó vô Discord đi con đợi. Từ đi cô mẹ, đấm mày bây giờ. Mày thấy khối không? Đi cô mẹ. Đợi muốn mày chửi mày không à? Gửi cái link cho tao. Lên chung mày tự. Trời ơi, mày tìm á, mày tìm chiếc xe. Ở đâu? Mày... Link ở đâu? Lấy cho. Như cái lồng lồn tao. Tao tự gửi cho ông Bill. Dơ quá à, mày thốt à. Dơ quá lồn. Sợ nó chưa tải Discord á. Thì mình đợi nó tải thôi, tụi tao rảnh mà. Dù là tao có bài tối. Thế hả? 12 giờ tối nộp, nhưng mà bây giờ là mấy giờ? 11 giờ tao chưa làm bài. 1 tiếng nữa làm bài. Đúng mới 1 tiếng nữa nộp bài, tao chưa đụng một chữ nào luôn á. Kì mẹ mày là... cái bài. Mẹ không vô, đúng không? Tao thấy màu xanh nha. Cho nó xinh. Đúng miếu. Đi cơ mẹ. Sao anh mày đứng im vậy khách? Chứ đứng đâu giờ? Anh bé. Ủa anh mày sinh năm bao nhiêu vậy khách? Anh sinh năm nhiêu? Anh chắc lớn hơn em nhiều mày đúng không? Quên. Phải luôn. Anh sinh năm bao nhiêu anh ơi? Hả? Anh hả? Ừ. À anh sinh năm 99. À thế à? Uầy. Mày sinh năm nhiêu vậy anh? Code cho bố mày. Tao 2K3 à? Ok. À ok, dẫn mày nha. Danh 2K3 à? Ủa chứ gì? Ơ? À, tao mới biết rồi. Nói chứ mày tưởng tao bao nhiêu? Mày lớn hơn thằng Khánh với tao á. Tao nghĩ mày kiểu lớn à, lớn hơn tao hơn nhiều cơ. Ai à, hơn người lớn hơn tao con tuổi. À đi cô mẹ mấy con chó lại. Đi cơ mẹ bố mày lớn hơn chúng mày mà chúng mày dám xưng mày tao với tao á. À, giờ mày có nói mày tao với con Bill không? Mày có nói mày tao với con Bill không? Có. Ừ thì cái đéo gì tao cũng không tìm chúng mày gửi lại code không code nó có không mua được ấy ra trời ơi cho quá xe vợ cho quá à ấy ơi ấy xì à
Con Bi vô Discord chưa? Chưa có là nó hiện thông báo rồi. Hôm bữa con Bi nó like, nó kêu ta vô em ơi, nhưng mà sao ngủ chết đĩ mẹ, vô con mẹ gì được. Ta dậy thì 12 giờ chưa, nó tắt like con mẹ nó rồi. Khóc ghê. Hồi đó khuya vãi lồn luôn á. Ý, Lip Bì Biêu là ai? À, con chó là bạn tao bạn. Ê, nhưng mà mày tên Spoon là gì danh? Kêu nó lên, mày đợi đi xíu đi. Kêu nó lên mày. Mày kêu nó lên đi. Kêu mày nhắn tin mày không ngoài Discord luôn. Đĩ vào lẹ coi.